Mình dùng thiết bị gì để quay video YouTube? Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hàn Hồng Photo. Và đây sẽ là một kênh YouTube giúp các bạn có thể chụp ảnh đẹp hơn và quay video đẹp hơn. Trong video này thì mình sẽ giải đáp một câu hỏi mà có rất là nhiều bạn hỏi, đấy là làm thế nào để mình có thể quay ra những cái video có chất lượng rất là tốt ở trên kênh YouTube. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người những cái thiết bị mà mình sử dụng để mình có thể quay ra những cái video như vậy. Thật ra cá nhân mình ấy, thì là một người mình không quá quan trọng nhiều về mặt thiết bị đâu. Có những cái video thì mình quay đơn giản là bằng điện thoại, có những video thì mình quay bằng DJI Osmo Pocket 3. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều video mà mình đầu tư nhiều hơn về mặt setup, tức là mình quay bằng máy ảnh chuyên nghiệp này, ống kính, đầu tư vào ống kính, filter, rồi đèn đóm và đặc biệt là âm thanh. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái setup mà kiểu signature của mình, tức là một cái setup mà mình dùng trong rất là nhiều những cái video mà hay được mọi người khen là quay đẹp ấy. Thì mình sẽ bật mí với các bạn về từng cái thiết bị mà mình sử dụng, cũng như là một vài những cái tips để có thể quay ra những cái video như vậy nhé. Thì đầu tiên là về máy quay, thì ở đây là mình đang sử dụng chiếc Sony A74. Đây là chiếc camera chính của mình. Đó, chiếc camera này thì về tính năng thì không phải nói rồi đúng không? Nó có thể quay được 4K 10 bit màu. Đấy, nó sẽ thuận lợi cho việc mình có thể xuất ra những cái video chất lượng cao và mình có thể chỉnh được những cái màu sắc nó kiểu cinematic một chút. Thường là mình sẽ quay adlock, sau đấy thì về xong phần hậu kỳ mình mới chỉnh màu bằng phần mềm Adobe Premiere Pro. Ngoài cái camera này ra thì mình còn có một cái camera nữa. Đấy là Sony FX30, thì đấy là cái B-cam của mình, đây là cái camera thứ hai. Thì thật ra là mình cũng sử dụng linh hoạt một trong hai camera này thôi, cũng không phải là lúc nào mình cũng sử dụng cả hai cái. Cái FX30 thì là chiếc máy mình đang sử dụng để quay chính cái video này luôn. Thì mình đang sử dụng một combo, đấy là Sony FX30 kèm theo ống Sigma 16mm f1.4. Đó, mình sẽ hiển thị cái combo đó cho mọi người xem luôn ở đây. Đó, thì đấy là hai cái chiếc máy quay chính mà mình thường sử dụng để quay những cái clip YouTube của mình. Tiếp đến là về ống kính, thì đây chính là cái chiếc ống kính yêu thích của mình mà mình chuyên sử dụng để quay YouTube, đặc biệt là với những cái bối cảnh mà mình ngồi nói. Đấy là Sony Zai 35mm f1.4. Thường thì đây là một chiếc ống kính mà mình cũng rất là đắn đo khi mà mình mua, bởi vì là thường khi mà mình chụp ảnh sản phẩm ấy thì là mình sẽ sử dụng những cái ống mà nó có tiêu cự từ 50mm trở lên để ảnh nó sẽ không bị méo. Tuy nhiên cái ống này là ống 35mm, thì cái ống này nó lại là một cái tiêu cự vàng để mình chụp người, chụp mẫu hay là mình quay những cái shot ngồi nói như này, thì bản thân cái góc nó cũng rất là vừa vặn và cái xóa phông đằng sau nó cũng rất đẹp. Chiếc ống kính này thì là f1.4, là xóa phông cũng rất là thoải mái rồi. Nói thêm một chút về camera thì A74 nó cũng là một chiếc máy hybrid. Đấy, nếu như Sony FX30 là một chiếc máy mà chuyên dùng để quay thôi, thì cái A74 này mình còn sử dụng để chụp ảnh nữa. Cá nhân mình thì mình vẫn thiên về lựa chọn những chiếc máy hybrid, tức là vừa có khả năng chụp ảnh vừa có khả năng quay phim, bởi vì là ngoài cái việc làm sáng tạo nội dung thì công việc chính của mình vẫn là chụp ảnh sản phẩm mà, nên là mình cũng sử dụng con máy này để thực hiện rất là nhiều những cái job chụp ảnh. Ngoài ra thì các bạn rất là hay thắc mắc khi mà trong cái video của mình ấy, nó sẽ hay có những cái quầng sáng kiểu mình hay quay ngược sáng, rồi ánh sáng trong khung cảnh của mình nó sẽ kiểu bloom, trông nó sẽ kiểu dreamy, kiểu bừng sáng lên ấy. Thì bởi vì là mình có lắp thêm filter vào ống kính nữa. Cái filter mình đang sử dụng là Nisi Black Mist 1-2, không biết là Black Mist hay là Pro Mist. Ôi trời ơi, mình không nhớ lắm. Black Mist họ. DC Black Mist 1-2. Mình có hai cái filter cho cái hiệu ứng này cơ. Một cái là Cine Bloom 10% của Moment, và cái này là cái mà mình mới mua, là Black Mist 1-2. Thì bởi vì mình rất là thích kiểu hiệu ứng nó kiểu bloom bloom ấy. Khi mà mình có đèn hiệu ứng ở phía bên trong nó sẽ kiểu bừng sáng lên này, hay là khi mà mình quay ngược sáng từ cửa sổ ấy, thì nó cũng sẽ tạo một cái hiệu ứng nó kiểu sáng bừng cái khung hình lên. Và đồng thời khi mà mình sử dụng những cái filter như vậy thì cái da mặt của mình trông nó cũng rất là mịn. Đấy, mình sẽ đỡ phải hậu kỳ hay là chỉnh hay là make up quá nhiều, mà mình vẫn cho ra được cái giao diện trông tương đối là hợp lý. Tiếp đến thì mình có sử dụng thêm một cái màn hình gắn ngoài. Đấy, nếu như các bạn là một người cũng tự quay video một mình giống như mình, kiểu là all in one một mình làm hết, thì mình nghĩ là các bạn cũng nên sắm cho mình một chiếc màn hình. Màn hình của mình thì mình đang sử dụng là màn hình Fewer. Cái mã thì mình sẽ để ở đây cho mọi người xem nhé. Giá nó khoảng tầm 3,7-4 triệu thôi. Tuy nhiên thì mình thấy nó cũng rất là đầy đủ tính năng rồi, rất là nét. Đấy, cá nhân mình khi mà có thêm một chiếc màn hình phụ gắn ngoài, mặc dù là camera của mình thì đều có màn hình lật, nhưng mà khi có màn hình phụ gắn ngoài thì nó cũng rất là tiện.
Đấy, mình quay mình có thể nhìn rõ được mặt mình trong khung hình như thế nào, căn bố của khung hình, và gần như là mình sẽ tránh được cái tình trạng mình bị out nét hay là mình bị cháy sáng, bởi vì mình có thể kiểm soát được toàn bộ cái hình ảnh trong quá trình mà mình quay. Tiếp đến là về âm thanh thì mình sử dụng 3 cái mic chính. Đây, gần đây thì mọi người hay quan tâm và hay nhắc đến chiếc mic này nhất là chiếc mic mà mình đang sử dụng khi mà mình quay cái video này. Đấy là chiếc mic Shure MV7. Mình có 2 chiếc mic Shure này cơ, bởi vì mình còn triển khai những cái nội dung podcast có khách mời nữa. Thì những cái chiếc mic podcast này ấy, nó sẽ khiến cho cái chất giọng của chúng ta nó hay hơn rất nhiều. Một phần mọi người hay khen là kiểu giọng mình trong video nghe hay là bởi vì mình thường sử dụng mic podcast. Đó, cá nhân mình đánh giá thì nó sẽ khiến cho cái chất giọng mình nó sẽ ở một cái mức độ khác luôn. Tuy nhiên thì cái việc setup nó sẽ hơi cầu kỳ một chút. Thường là mình sẽ lắp vào máy tính và mình phải thu một cái đường tiếng riêng nếu như mình sử dụng Shure MV7. Thế còn như cái setup ở đây là mình đang cắm nó trực tiếp vào cái camera Sony FX30 của mình thông qua một cái tay cầm XLR. Thì cái việc setup mic podcast nó cũng hơi cồng kềnh một chút, và nó sẽ chỉ phù hợp nếu như chúng ta ngồi một chỗ cố định và nói như thế này thôi. Thế còn trong cái trường hợp là mình phải di chuyển nhiều, mình phải giới thiệu nhiều với mọi người những cái setup của mình, chụp ảnh của mình, thì mình sẽ sử dụng một chiếc mic, đấy là Rode Wireless Go 2. Đó, thì mình dùng chiếc mic này khá lâu rồi đấy. Đó, thì nó rất là tiện trong cái việc là mình chỉ cần cắm một đầu vào máy ảnh thôi, và một đầu thì mình sẽ cài lên áo để mình có thể đi lại và mình nói chuyện rất là bình thường. Ngoài ra thì mình còn có một cái mic nữa. Mic này thì mình mới mua, nó là Rode Video Mic NTG. Đấy, cái mic này thì nó là một cái mic shotgun, tức là mình sẽ gắn trực tiếp vào máy ảnh luôn. Cái mic này thì nó rất là tiện nếu như chúng ta quay vlog, thì chúng ta sẽ để cái máy ảnh ở cự ly gần chúng ta nói, hoặc là chúng ta quay những cảnh b-roll mà chúng ta cần thu tiếng trực tiếp. Kiểu video kiểu tiếng rót nước, tiếng nước chảy, tiếng lắp đồ kiểu Asmir đấy. Đấy, thì cái mic này là một trong những cái mic rất phù hợp, thì đây là mình mới mua cái mic này. Đấy. Nói chung là về mic thì mình cũng khá là đầu tư nhiều loại mic khác nhau, bởi vì mình cảm thấy là đối với một cái video thì ngoài hình ảnh thì cái âm thanh nó cũng sẽ là một cái rất là quan trọng để khiến cho cái chất lượng video của mình nó tốt hơn. Thì khi mà mình bắt đầu quay video thì mình sẽ set up và mình lắp máy ảnh, ống kính này, màn hình và mic tất cả lên trên một chiếc chân máy thành một cái khối như vậy. Đấy, và mình có thể ngồi và mình nói. Cảm giác là nó giống như là một người bạn thân của mình ấy. Cái combo này thì cái chi phí nó cũng không phải là rẻ đúng không? Nhưng mà nó sẽ giúp cho cái chất lượng video của mình nó tốt hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì một trong những cái yếu tố quan trọng nữa sẽ giúp các bạn có một cái video đẹp hơn, trông cinematic hơn, đấy chính là những cái yếu tố liên quan đến lighting. Thì mình dùng rất là nhiều đèn đến từ rất là nhiều các thương hiệu khác nhau. Đấy, nếu như mọi người xem những cái video hướng dẫn về setup chụp ảnh sản phẩm hay là setup quay video ngắn của mình thì mọi người có thể thấy là đèn mình sử dụng rất là đa dạng. Nhưng những cái cây đèn này thì đều có một điểm chung, đấy là nó đều là những cái cây đèn đến từ những thương hiệu lớn, và đều là những cái cây đèn nó có chất lượng tốt. Nó sẽ có những cái chỉ số chính xác về nhiệt độ màu này, rồi chỉ số hoàn màu cao này. Thì bản thân là những cái ánh sáng có chất lượng tốt ấy, nó sẽ giúp cho cái video của mình nó thể hiện được chất liệu video này, màu sắc của video, mọi thứ nó sẽ đúng. Và khi mà chúng ta có một cái ánh sáng đúng ấy, thì khi mà về cái video của chúng ta xử lý hậu kỳ, chúng ta chỉnh màu thì nó mới đẹp được. Thế còn bản chất khi mà tiền kỳ mình xử lý ánh sáng nó không được tốt thì nó sẽ khiến cho cái video của mình rất là khó để mình có thể xử lý được ở trong phần hậu kỳ. Đã từng làm rất là nhiều những cái video tập trung về cái việc là mình đã set up lighting cho những cái clip của mình như thế nào, thì mọi người có thể tham khảo, mình sẽ để ở đường link ở dưới phần mô tả nhé. Đấy, mình cũng sẽ gắn thẻ cái video đó ở trên này luôn để mọi người có thể tham khảo luôn. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ với mọi người những cái thiết bị mà mình sử dụng để mình có thể tự quay video ở trên kênh YouTube hay là video trên các cái nền tảng ngắn. Nếu như mọi người yêu thích chụp ảnh sản phẩm, yêu thích quay video và yêu thích những cái nội dung ở trên kênh của mình thì đừng quên like, subscribe và nhấn chuông để mình có thể cập nhật các cái nội dung mới cho mọi người hàng tuần. Ngoài ra thì mình cũng có các cái khóa học về chụp ảnh sản phẩm và những cái khóa học về hướng dẫn quay video. Ở những cái khóa học đó thì mình sẽ chia sẻ rất kỹ về cách để có thể lựa chọn camera, lựa chọn ống kính, lựa chọn mic, rồi những cái thiết bị phụ trợ phục vụ cho việc quay video, cũng như là cách setup quay, cách để có thể hậu kỳ chỉnh màu được ra những cái video giống như mình. Thì nếu như mọi người thích thì có thể tham khảo đường link bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Bye bye.